hai bánh. Ở Hải Phòng có Dung Hà, Sài Gòn có Nam Cam, còn ở Hà Nội có Hải Bánh và Sơn Bạch Tạ. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Hải Bánh sinh năm 1967, nổi tiếng trong vụ án Nam Cam khi nhận lệnh ông Trùm, chỉ đạo đàn em ám sát nữ quái Dung Hà vào 0 giờ 20 ngày 2 tháng 10 năm 2000 trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 5 năm 2001, Hải bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nhờ khai báo thành khẩn nên Hải thoát án tử, bị tòa kết án trung thân. Sau hơn 22 năm, cuối cùng thì đại ca một thời cũng được ra tù. Trong video này, mời quý vị cùng xem lại một buổi phỏng vấn lúc Hải Bánh còn trong trại Xuân Lộc để biết ước mong hoàn lương của đại ca này là như thế nào. Ước mong ngày trở về Một Hải Bánh từng coi trời bằng vung, hễ mở miệng câu trước câu sau là nhắc đến đao, hàng nóng, là đâm chém, là xử đẹp, chém đẹp vân vân. Giờ luôn sống trong dây dứt và ân hận, em đã từng nói ở trong tù là an toàn nhất, vì không lo canh đùa kiếm miếng ăn, không sợ bị các băng nhóm xử, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ở tù còn là cơ hội để em có dịp tịnh tâm, nhìn lại quãng đường tối đã đi qua và hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Hải nuôi hy vọng, ngày về bằng việc tuân thủ nghiêm nội quy của trại và nỗ lực tham gia, phụ trách phong trào sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở phần trại. Thượng úy Phan Hồng Lam, đối phó đội quản giáo Z30A cho biết, thời gian qua phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải, đã có nhiều nỗ lực cải tạo, được lãnh đạo trại quan tâm, tạo điều kiện, Hải thành lập đội lân, đội cờ người và có buổi diễn ấn tượng. Đã bước qua ranh giới giữa án tử và sự sống, giữa quá khứ nhuốm bùn đen và hiện tại thanh lương, với hoài bão chuộc lỗi với đời, với cha mẹ và bù đắp những thiệt thòi cho con gái, ngày về của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải, xa mà gần. Chia tay, Hải bày tỏ quyết tâm, các cán bộ quản giáo từng nói với em, ai cũng có quá khứ, ai cũng có đôi lần vấp ngã vấn đề là phải học cách đứng lên em đã có cơ hội làm lại cuộc đời em không bao giờ cho phép mình trở về con đường tối em chỉ mong gặp lại cô ấy dù chỉ một lần cuối hải bánh chính là phạm nhân đã xin phép ban giám thị trại cho tổ chức chơi cờ người một trò chơi dân gian truyền thống của người việt nhưng điều khiến tôi ghi nhận nhất chính là việc hải bánh đã biết gửi gắm vào trò chơi đó những câu chuyện về cuộc đấu tranh thiện ác của chính các phạm nhân một thời lầm lỡ tâm sự với tôi hải bánh kể khi cờ người trong trại giam Sáng tạo của chúng tôi chính là để cho hai quân cờ mặc hai bộ quần áo đen, trắng, tượng trưng cho cái thiện và cái ác. Đó cũng là cuộc chiến đang diễn ra trong mỗi con người, mỗi phạm nhân chúng tôi. Và nếu muốn tiếp tục tồn tại, cái thiện trong chúng tôi nhất định phải giành chiến thắng. Cán bộ trong trại Xuân Lộc nhận xét rất tốt về thái độ cải tạo tích cực của hai bánh. Ở trong trại giam, hai bánh không còn ra vẻ đàn anh đàn chị giang hồ, không có những biểu hiện của đại ca trại giam với các phạm nhân khác trong trại. Cuộc đời vẫn dành cho Hải Bánh nhiều may mắn khi mà ở trong trại giam, định mệnh đã run rủi cho Hải Bánh gặp lại mối tình đầu của mình. Dù gặp nhau khi cả hai đều đang giang dở, bẽ bảng, nhưng họ lại đến với nhau và cùng mơ ước về một mái ấm trong tương lai. Điều Hải Bánh quan tâm nhất là cải tạo thật tốt, đợi ngày trở về với cô con gái nhỏ mà Hải Bánh thường đến cháy ruột cháy gan, chờ ngày trở về tạo dựng cuộc sống mới với mối tình hiện tại. Dù khét tiếng trong chốn giang hồ gây ra không ít bao canh đổ máu, nhưng khi nhắc đến con gái thì Hải Bánh lại ứa nước mắt. Hải Bánh đi tù khi con gái Hải mới 10 tuổi. Bây giờ Vân, con gái Hải đã trở thành một thiếu nữ, đã biết yêu và bắt đầu mơ về cuộc sống gia đình. Chỉ mới đây thôi, khi nghe tin con gái chuẩn bị đưa bạn trai vào trại giam thăm bố, Hải Bánh vô cùng quýnh quáng. Ngang dọc giang hồ, nhưng cái ý nghĩ về cuộc gặp đầu tiên với cậu con rể tương lai khiến Hải bối rối. Hải tâm sự, tôi chỉ sợ đời tràn mặn, đời còn khát nước sợ những việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái sau này. Tôi chỉ mơ có một ngày mình được bẻ khóa từ trung thân xuống 30 năm, rồi đợi ngày hết án, trở về đoàn tụ với gia đình. Khi đó có lẽ tôi đã lên trước ông ngoại, ngày ngày đưa cháu ngoại đi chơi. Chào Hải, anh vẫn khỏe chứ? Vâng, tính đến hôm nay tôi đã chấp hành được 4 năm, 2 tháng 12 ngày. Tôi lên được 5kg. Buổi sáng tôi thức dậy từ 4 giờ sáng để tập thể dục, ăn uống điều độ. Nhờ thế mà tôi thấy khỏe nhiều, tinh thần cũng thoải mái. Ở trại giam anh được giao việc gì? Tôi làm sổ sách, nhập xuất hàng cho căng tin của trại. Thời gian rảnh anh thường làm những gì? Tôi xin cán bộ trại nuôi 7 con mèo, 6 con chó, trồng một cây xương rồng, mới đây nó đã bị gãy làm tôi tiếc lắm. Thời gian rảnh tôi dùng bao bì làm những con rồng để làm quà tặng cho mọi người, xem tivi, đọc báo và viết thư cho gia đình, con gái. Những ngày này anh thường nghĩ về điều gì nhất? Nằm trong xà lim và biết mình đang đối diện với cái chết, toàn bộ tội lỗi của tôi cứ như cuốn phim quay chậm trong đầu. Chưa bao giờ tôi thấy ân hận nhiều như thế. Phần thiện trong tôi trỗi dậy, tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại chém lại giết người ta. Tôi thấy mình có lỗi thật nhiều với họ và chỉ mong được tha thứ để nếu có chết sẽ thanh thản hơn. Tôi nghĩ và thương bố mẹ, thương con gái rất nhiều, tôi cứ dây dứt và ân hận mãi. Lúc còn trẻ, cứ gây án để bố mẹ vào trại thăm nuôi. Đến khi bố mẹ già, con gái lớn cần được chăm sóc thì tôi lại lãnh án chung thân. Không biết còn có cơ hội để chăm sóc bố mẹ Con gái này đã 16 tuổi Ở trong tù tôi nghĩ đến con tôi nhiều nhất Ngày xử án tôi được gặp con Cháu cứ ôm tôi khóc và bảo Bố ơi bố đừng chết Tôi ân hận lắm Lúc chưa bị bắt Hải Bánh có vị trí như thế nào trong giới giang hồ Có thể nói như này Ở Hải Phòng có Dung Hà Sài Gòn có Nam Cam Còn Hà Nội có Hải Bánh và Sơn Mạch Tạng Năm 2000 tôi vào Sài Gòn làm đàn em dưới chứng Nam Cam Với mức bảo kê 10 triệu đồng mỗi tháng đó là số tiền cực nhỏ so với thu nhập của những người làm bảo kê khác cho anh Năm. Tôi mở tiệm uống tóc và nghĩ mình sẽ hoàn lương, sẽ từ bỏ quá khứ nhưng sự quậy phá của Dung Hà đã đảo lộn tất cả. Quả thật khi đã xa chân vào con đường tội lỗi thì cứ trượt dài theo vòng xoáy của tội ác. Vì sao anh quyết định khai ra tất cả sự thật? Lúc bị bắt, tôi cũng nghĩ cùng lắm 3 ngày sẽ được anh Năm cứu ra. Khi đó thì với quan hệ của anh Năm, tôi rất tin vào điều đó. Nhưng tôi cứ chờ đợi và biết mình chết sẽ xóa hết tội của anh Năm và nhiều người khác nên tôi có một niềm tin là phải sống. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa chịu khai báo. Vâng, vì lúc đó tôi vẫn tin vào thế lực của Nam Cam. Liệu khi tôi khai ra sự thật, công an có dám bắt những người liên quan? Cho đến khi tôi gặp anh Nên, Trung tá Nguyễn Văn Nên, Phó phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang. Anh Nên đã bỏ ra nhiều ngày, ngồi nghe tôi tâm sự. Anh ấy đã khơi dậy trong tôi nhiều điều về cái thiện ác, về chính sách khoan hồng. Tôi đã xem anh như người thân của mình và khóc thật nhiều với anh ấy. Tôi cần có một người tin tôi. Tôi hỏi anh Nên, liệu khi tôi khai ra các anh có dám bắt không? Cho đến khi các anh ấy bắt Nam Cam đưa về trại giam, tôi mới tin. Ngoài ra tôi được gặp tướng Thành, trung tướng Nguyễn Việt Thành, lúc đó là trưởng ban chuyên án. Một tên tội phạm như tôi, ngồi trước một vị tướng công an cũng khiếp lắm, nhưng sau đó chính sự giản dị, chân thành, cách làm việc có tình có lý của chú ấy đã thuyết phục tôi. Tôi biết tướng Thành là người dám nghĩ dám làm, nên tôi quyết định khai ra toàn bộ sự thật và tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Nam Cam có oán hận anh? Không, Trước ngày xét xử tôi đã thỏa thuận với luật sư của mình, ra tòa không được cãi nhau với luật sư của anh Năm, của Hưng. Nguyễn Việt Hưng đã thi hành án tử hình và Trường, Nguyễn Xuân Trường. Chúng tôi chấp nhận bước vào chốn giang hồ, chấp nhận đi giết người, giờ cãi vã đổ lỗi cho nhau là hẹn. Trước tòa tôi chỉ đối diện với sự thật, đưa ra lý lẽ để bảo đảm lời khai của mình là đúng sự thật. Nam Cam vì muốn giữ lại mạng sống nên nhiều lúc làm mất đi hình ảnh của chính mình. Trước ngày anh Năm thi hành án tử hình, tôi đã đề đạt nguyện vọng đưa tiễn anh Năm và chính anh Năm cũng có nguyện vọng gặp lại tôi lãnh đạo đã cho phép chúng tôi gặp nhau tại khám trí hòa. Lúc đó cảm giác của tôi và anh Năm đều trống rỗng. Sau đó anh Năm ôm tôi và chỉ nói một câu. Anh xin lỗi chú, án chú dài quá nhưng chú còn cơ hội, dáng cải tạo để còn gặp mọi người. Còn tôi, lúc đó tôi nghĩ lẽ ra ngày hôm nay đi với anh Năm Cam còn có hải bánh nữa. Lúc nghe tòa tuyên án và biết mình được giảm từ án tử hình xuống trung thân, người đầu tiên anh nghĩ đến là ai? Là tướng Thành và anh Nên anh nên luôn động viên và khuyên tôi cứ khai báo thành khẩn sẽ có cơ hội sống. Trong những ngày diễn ra phiên tòa, cảm giác tôi trống rỗng và cũng chính tướng Thành và anh nên đã khuyên bảo tôi hãy tin vào chính sách khoan hồng. Tôi mang ơn hai người này rất nhiều. Lúc đó anh tin là mình có được thoát án tử hình hay không? Tôi không dám tin, nhưng hy vọng. Sau này nghe gia đình kể lại, lúc đó dưới giang hồ Hà Nội ra kèo cá độ tôi có thoát án tử hay không? Tất cả đều tập trung ở nhà tôi để chờ nghe tuyên án. Sau đó chuông điện thoại nhà tôi gieo liên tục vì mọi người gọi đến để mừng cho mẹ tôi. Anh thoát chết nhờ chính sách khoan hồng, anh nghĩ gì về điều đó? Tôi biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, nếu không, giờ này Hải Bánh cũng đã thành cỏ. Tôi nghĩ điều tác động rất lớn đến với những người phạm tội như tôi, họ sẽ xem đó là tấm gương để khai báo thành khẩn. Nếu cải tạo tốt, anh có cơ hội đoàn tụ với gia đình sớm, anh có hình dung cuộc sống của mình sẽ ra sao? Tôi tính ra năm nay đã 39 tuổi, nếu chấp hành tốt sẽ được giảm án và có thể ra tù khi đã ngoài 50 tuổi. Biết đâu lúc đó tôi đã lên trước ông ngoại. Tôi sẽ mở một quán cà phê, bán điểm tâm sáng và sống một cuộc đời bình thường. Ở tù mới thấy thèm tự do, thèm lắm. Tôi nghĩ là mình sẽ phục thiện. Án tù trung thân này là sự trả nợ cuối cùng cho tội lỗi của tôi. Tôi sẽ không mắc lại con đường cũ, chắc chắn là như thế. Nếu nói lời khuyên với những người lầm lỡ như anh, anh sẽ nói điều gì với họ? Nhiều lúc đọc báo xem tivi thấy băng nhóm này nọ, tôi lại buồn và thương họ. Khi đã xa chân, nhiều người chỉ muốn nổi tiếng trong giới giang hồ. tôi chỉ muốn nói với những ai đã lầm lỡ thì hãy dừng lại. những ai biết suy nghĩ hay nhìn thế lực như anh năm, rồi cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. hay như thằng hải bánh này, rồi cũng chẳng có gì ngoài sự ân hận. qua những lời chia sẻ của hải bánh trên đây, có thể thấy một đại ca khét tiếng như hải bánh khi cha tay vòng còng cũng rất ân hận, cảm thấy có lỗi với gia đình và mong muốn được hoàn lương. chính vì thế các bạn trẻ đừng ảo tưởng về hai chữ giang hồ, thích thể hiện, rồi đôi khi hối hận cũng đã quá muộn màng. Trên đây là video hải bánh. Ở Hải Phòng có Dung Hà, Sài Gòn có Nam Cam, còn ở Hà Nội có hải bánh và sơn bạch tạng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đề Bảng. Có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.